Giới thiệu với mọi người, đây là những bạn cá màu xanh chuối của mình. Mình thích ở trên bàn làm việc á, có một cái hồ cá nho nhỏ và một cái chậu cây. Nhưng mà không lẽ lại vác nguyên cái hồ cá và cái chậu cây lên cái bàn á, thì nó không có chỗ để mà làm. Nên là mình đã xin mẹ hai cái lọ thuốc nhỏ này, và mình sẽ đặt nó lên cái miếng alu như thế này. Cái lọ kia thì mẹ dùng hết lâu rồi, nhưng cái lọ này thì mẹ mới dùng hết nè. Bây giờ mình sẽ gắn hai cái này lên miếng alu ha. Miếng alu này cũng chắc phết á. Bây giờ mình sẽ lấy cái giấy bìa đó, mình sẽ cắt ra miếng nhỏ như thế này. Mình ốp xung quanh luôn hai cái chậu này, giống như là kiểu mình lát gạch đó. Thực ra thì chút xíu nữa mình chét cái bột chét nó lên á, nó sẽ mất hết hình dạng, nó không còn những cái hàng gạch như thế này đâu. Nhưng mà tại sao mình phải làm vậy là bởi vì bây giờ cái này nó là cái hồ kiến này. Bạn lót như vậy á, thì khi mà bạn chét hồ gờ chét lên á, thì ở bên ngoài không quan trọng, nhưng mà bên trong á, khi mà mình nhìn vào nó giống như những cái hàng gạch á. Để chút xíu nữa mình làm xong mình sẽ cho các bạn xem. Đó, mình ốp theo kiểu như thế này này. Đó, để hở ra hai cái khoảng trắng kia. Với là mình phải bồi giấy hoặc là mình ốp giấy lên, thì lúc mình chét bột chét nó sẽ không bị chảy xuống. Chứ không hồi nữa là mình chét, mình quét bột chét lên đó là nó sẽ chảy tùm lum á. Đây là bột chét ha, còn gọi là bột trà ron nè. Mình pha nước, mình pha hơi sền sệt thôi. Mình không có lấy cái chổi to này nhé, mà mình sẽ lấy cái chổi nhỏ này để quét thôi. Tại vì mấy cái này nó là chi tiết nhỏ, không thể nào dùng chổi to được. Đó, bây giờ mình sẽ quét lên và quét rất là nhiều lớp để cho nó dày lên luôn nha các bạn. Mất luôn những cái hình dạng này, nó dày lên luôn á. Các bạn cũng có thể dùng đất sét tự khô được, nhưng mà bởi vì cái này là mình sẽ dùng nước, nước mà mình thay nước thường xuyên á, nên mình dùng bột chét cho nó chắc chắn. Ở cái bột chét này khi mà mình làm nó dày lên á, nó hơi khô khô rồi á, thì bắt đầu mình sẽ kẻ những cái hàng gạch như thế này. Không nhất thiết nó phải ra những cái hình dạng ấy đâu. Đây này, khi nó khô rồi các bạn nhìn ở bên trong có thấy không? Đó, nhìn nó giống như là những hàng gạch đó. Còn nếu mà mình bồi giấy xếp linh tinh vào thì lúc nhìn nó ghê lắm. Bây giờ là cái giai đoạn tô màu nè. Mình không thích giai đoạn tô màu này tí nào là bởi vì mình tô màu rất là ghê. Ở trên này á, mình sẽ cho giống như kiểu lợp mà mái vàng. Còn ở dưới này á, mình sẽ cho cái gạch màu xanh. Nhưng mà mình sẽ tô cái màu xanh đậm trước, và sau đó mình sẽ tô màu xanh nhạt lên để cho nó rõ cái đường gạch á. Tại sao mình thích màu xanh chuối mà không tô chậu màu xanh chuối là bởi vì con cá của mình nó sẽ màu xanh chuối rồi. Nên là mình sẽ làm cái chậu này màu xanh dương này. Và để cho thêm mát mẻ đó thì mình sẽ cho một cái hàng cỏ màu xanh như thế này, gắn cỏ cây vào đây, thêm tí hoa nữa. Rồi đó, vậy là xong rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ mang cái chậu cây mình ra ngoài trời nè, mình bỏ sỏi vào đây. Một bên mình sẽ trồng cây và một bên mình sẽ nuôi cá. Các bạn xem sản phẩm của mình nè. Cảm ơn các bạn đã xem nha.